Gặp mẹ tôi dưng dưng, dưng đông con về.
xong mình sau bóng mấy năm về quê đó, đường xưa lối cũ tự nhiên có nhiều cảm xúc. Thật ra cái sân khấu này thành rất là khớp lên hát không được bao giờ hết đó. Nhưng mà ngày hôm nay rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em biết rồi, bởi vì anh có cô gái rất là xinh, con gái của anh đang ngồi phía bên dưới kia, mà làm sao mà anh không cảm xúc cho được. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng ta nghe ca khúc Chuyện Hoa Sim của anh Bằng. Xin mời Thanh Phong lên sân khấu.